Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Queen X 2022 ra mắt tại Malaysia có thiết kế khác với thị trường Việt Nam. Cái mẫu Queen X 2022 được ra mắt ở Malaysia có duy nhất phiên bản phanh ABS, trong khi đây là phiên bản tùy chọn tại thị trường Việt Nam. Người dùng tại Malaysia vừa có thêm một cái lựa chọn mới là cái chiếc Honda Queen X 2022 với một cái tên gọi là Honda RFX 2022. Xe được bán với 3 tùy chọn gam màu, bao gồm đỏ trắng xanh, vàng chanh và gam màu xanh dương. Nếu so ở Việt Nam thì cái dòng Queen X 2022 tại Malaysia có một vài sự khác biệt. Thay đổi mặt thiết kế. Một cái điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là cái ốp trước tại trường Malaysia. Nó mang cho mình một thiết kế thể thao hơn với những cái đường cắt xẻ mạnh mẽ. Cái phần lỗ trống ở giữa cũng được thiết kế cái dạng tổ ong thay vì cái nan gập như ở thị trường Việt Nam. Trong khi cái ốp ống xả của cái chiếc RX 2022 có một cái chút điểm nhấn là các gờ gấp khúc, trong khi cái chiếc Queen X ở Việt Nam thiết kế phẳng từ trước ra sau. Một cái chi tiết khác nữa chính là cái phần chắn vùng sau của cái chiếc Honda RSX 2022 được gắn thêm một cái bộ phản quang ở hai bên. Còn thị trường Việt Nam thì không có trang bị này. Đây là một điểm khác biệt cuối cùng giữa hai thị trường là thiết kế cái kính hậu. Ngoài những thay đổi kể trên thì các chi tiết còn lại của chiếc RSX 2022 nó giống như phiên bản của NX 201 tại Việt Nam. Còn dàn chân thì vẫn dùng cho mình cỡ mâm 17 inch. Bọc bên ngoài là cái bộ lớp 90/80 phía trước, 120/70 phía sau. Hệ thống đèn trên xe vẫn loại full LED, với cái đèn báo rẽ được gắn vào phần quay gió cũng tương tự các dòng mô tô của cỡ lớn. Honda Malaysia cho biết cái khối lượng của chiếc RX 2022 đạt ở mức là 122 kg. Cái con số này nhẹ hơn cái chiếc Queen X 2021, cái bản ABS tại trường Việt Nam là 2 kg. Cái mẫu Honda RFX 2022 chỉ được bán duy nhất phiên bản cái phanh ABS, không có phiên bản phanh thường như ở Việt Nam. Động cơ và công nghệ rất giống như thị trường Việt Nam. Cái động cơ của chiếc RFX 2022 vẫn là có động cơ Xander, dung tích là 149,1cc, là mát bằng dung dịch. Cái có động cơ này có khả năng tạo ra cái công suất là 15,8 lực, tại ngưỡng mông tô 9.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 13,6 Nm, tại ngưỡng mông tô là 6.500 vòng phút. Sẽ sử dụng cho mình hộp số con tàn 6 cấp. Cái mẫu Honda RSX 2022 vẫn chưa được trang bị hệ thống chìa khóa mình. Đây có thể xem một cái điểm trừ rất lớn, trước hỗn đăng ký là Yamaha I16ZR hay gọi là cái chiếc Exciter 155. Ngoài ra hệ thống cái phanh trước của cái mẫu xe này dùng kẹp phanh piston đơn, trong kỹ hữu của mình lại tận dụng cái kẹp phanh là 2 piston. Cái mẫu xe của hãng Honda sử dụng cho mình hệ thống phanh ABS cho phần bánh trước, còn Yamaha Exciter 155 thì chưa có trang bị này. Bù lại thì Yamaha trang bị cho cái chiếc Exciter 155 một cái bộ ly hợp chống trượt hỗ trợ hạn chế khóa bánh khi dùng số gấp. Còn nói về cái phần mức giá của chiếc Honda RSX 2022 được bán ở Malaysia rơi vào khoảng là 2.092 USD, tương đương cũng gần là 47,6 triệu Việt Nam đồng. Có thấy cái mức giá của chiếc Honda RSX 2022 cũng tương đương với phiên bản Honda Queen X 2021 đang bán Việt Nam. So với người dùng ở Malaysia, khách hàng tại Việt Nam có nhiều lựa chọn màu sắc hơn lẫn trang bị phanh ABS hoặc là phanh thường từ cái dòng con tay 150cc của hãng Honda. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, subscribe.